Vâng, thưa quý vị, trở lại với thông tin Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe máy trên đường Lê Văn Lương và thậm chí là cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi thì đã gây chú ý của dư luận từ rất nhiều ngày tháng nay. Vì liên quan đến hơn 80% người dân sinh sống tại riêng hai trục đường này thôi. Vậy hai tuyến đường cửa ngõ thủ đô với mật độ phương tiện phải nói thật là dày đặc và có nhiều điểm giao cắt nhất ở Hà Nội thì liệu có phù hợp không khi mà chúng ta thí điểm xe máy đấy? Vâng, và trong vòng 10 năm trở lại đây thì tình trạng tắc đường ở Hà Nội vào giờ cao điểm khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngao ngán và chán nản. Dù rằng thành phố này cũng đã thực hiện rất nhiều giải pháp nhưng tình hình giao thông thì không có nhiều cải thiện. Việc cấm xe máy có lẽ cần phải được tính sớm, dù rằng phải đối mặt với rất là nhiều những khó khăn. Và năm 2030 thì Hà Nội sẽ chính thức cấm xe máy theo lộ trình đã đề ra. Và trước mắt thì sẽ thực hiện việc thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi. Việc cấm xe máy hiện đang có rất nhiều ý kiến trái chiều, đồng tình hoặc là không đồng tình, mà phản đối thì cũng không ít đâu. Vấn đề đặt ra là đó là khi mà thành phố thực hiện việc thí điểm cấm xe máy này thì vấn đề là việc đi lại của người dân thủ đô sẽ được giải quyết như thế nào? Vâng, rõ ràng là thí điểm cấm xe máy và đi đến thực hiện cấm hoàn toàn là một cái chủ trương lớn nếu như cứng nhắc thực hiện và có thể dẫn tới nguy cơ là vỡ trận. Cấm xe máy sẽ ảnh hưởng tới vấn đề an ninh xã hội của người dân và khi chưa có được sự đồng tình và ủng hộ thì khó có thể thực hiện được. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghi nhận các ý kiến xung quanh vấn đề này. Đường Nguyễn Trãi, mật độ phương tiện luôn ở mức cao như thế này, dù là cao điểm hay thấp điểm. Phương tiện giao thông chen lấn, xe máy tràn lên vỉa hè. Tình trạng này khiến giao thông tuyến đường luôn trong tình trạng căng thẳng ở mức cao. Bởi vì là hiện tại là lượng phương tiện quá là nhiều, nên là em nghĩ là không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Khảo sát dọc tuyến đường Nguyễn Trãi qua địa bàn quận Thanh Xuân, hiện có khoảng 20 điểm giao cắt và ngõ đường đấu nối trực tiếp. Thực tế này có nghĩa khi thí điểm cấm xe máy, người tham gia giao thông bắt buộc phải vi phạm giao thông, dù muốn hay không. Khó thực hiện lắm bởi vì dân Việt Nam mình chủ yếu lao động tự do, khó lắm. Bây giờ ví dụ như nhà anh đưa con đi học bằng xe máy đúng không? Bây giờ đi ra bến xe buýt thì bế con à hay là dắt? Đúng không? Thời gian nữa làm sao mà kịp được? Mà đại đa số người dân Việt Nam là thế, nghèo, đúng không? Anh ủng hộ chủ trương này hả? À, không, chẳng bao giờ ủng hộ. Theo tôi thì nên cấm theo giờ, nếu giờ cao điểm thì nên cấm. Chứ còn cấm cả ngày thì không nên, bởi vì là đây là cái con đường mà huyết mạch nó đi từ Hà Đông ra, rồi từ Mỹ Đình và các cái tỉnh khác về, cho nên nếu mà cấm tất cả các ngày trong tuần thì không nên. Thí điểm cấm xe máy trên đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng đây là giải pháp hướng tới lộ trình cấm xe máy hoàn toàn trên địa bàn thủ đô vào năm 2030. Tuy nhiên, cũng không thể lấy xu thế trên để thực hiện việc cấm ngay xe máy ở Hà Nội. Vì thực tế cho thấy, nhu cầu sử dụng loại hình phương tiện này để di chuyển hàng ngày luôn ở mức cao, lên đến 80-90%. Tại sao lại phải cấm xe máy? Thế lý do thì là đưa xe máy làm cho ùn tắc. Thế thì cũng không thực thuyết phục lắm. Thì người ta cũng ngoài xe máy thì còn ô tô riêng. Ví dụ như bài học của Giang Ngôn, khi mà người ta cấm xe máy thì lại xe ô tô quá nhiều và phải quét không được. Thế cho nên là bây giờ trước hết là cấm để làm gì đã? Thì cái này nó không rõ ràng lắm. Việc thí điểm cấm xe máy trên đường Nguyễn Trãi hay Lê Văn Lương là nên làm, nhưng cần phải tính toán hợp lý. Nếu không, sẽ xảy ra câu chuyện di rời điểm ùn tắc từ cung đường này sang trục đường khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình. Theo tôi nghĩ thì việc cấm xe máy đi trên các đường phố, tuyến phố mà cần thiết là, nhưng mà phải có lộ trình, tuy nhiên là cần thiết vì lượng xe máy ở Hà Nội là cái lượng gây ách tắc cũng như là tai nạn rất nhiều. Mà cấm được xe máy không được đi vào làn BRT hoặc là hai làn bên ấy, thì tôi thấy là cái đường Lê Văn Lương và Tố Hữu này là rất là thoáng và rất là hợp lý. Nếu cấm được xe máy đi thì xe buýt mấy xe ô tô đi thì trên đường Lê Văn Lương và Tố Hữu này thì tôi thấy là nếu cấm được xe máy là tôi theo bản riêng cá nhân tôi là tôi hoàn toàn nhất trí.
Với khoảng 5 triệu xe máy hoạt động trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mới đây cho rằng nếu không cấm thì sẽ tắc cứng trong tương lai. Việc cấm sẽ theo lộ trình đã định sẵn. Quyết định dừng hoạt động xe máy thì cũng phải tiến tới nghiên cứu một cái lộ trình thích hợp để dừng đăng ký xe máy, để tránh thiệt hại cho nhân dân thôi. Chính quyền cũng là mong muốn là ngày mai ngày kia dừng rồi mà không dừng đăng ký thì để cho người dân cứ mua sau này không được đi à. Nên đấy là cái suy nghĩ trong nguyên tắc để xây dựng. Cái lộ trình để đáp ứng thì còn phải nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu thế nào nó phải phù hợp với các quy định. Đánh giá về thực trạng tắc đường tại Hà Nội nói riêng và các khu đô thị lớn nói chung, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết đây là thực tế đáng lo ngại. Nếu như các đô thị lớn không sớm có những giải pháp, lộ trình rõ ràng, thì nguy cơ sẽ đến rất sớm, mà điển hình hiện nay là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ phương tiện gia tăng, hạ tầng giao thông phát triển manh mún, thiếu đồng bộ đang là thực tế có thể thấy rõ nhất. Cái tình hình ùn tắc giao thông vẫn diễn biến rất là phức tạp. Trước tiên là các đô thị chúng ta nhìn nhận là cái ùn tắc giao thông ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù hai thành phố rất là nỗ lực nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái xu hướng là nó trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Có rất nhiều đường ngang đường tắc thì đấy là một thực tế. Thế bây giờ các ông ở quản lý nhà nước ra đây xem có cấm được không? Mà không cấm được thì dân đi bằng cái gì? Thì họ phải ra đấy họ xem cụ thể, kiểm đếm cụ thể từng thời gian một, rồi thì mới từ đấy mới đề ra các cái giải pháp. Chứ còn nếu mà ngồi trong nhà này mà tính toán cái giải pháp để cấm cái đường ngang đường tắc thì chắc chắn là không làm. Hà Nội cấm xe máy rõ ràng là giải pháp hướng tới tương lai trong việc giảm thiểu ùn tắc giao thông cũng như thói quen sử dụng phương tiện của người dân. Dù rằng để được sự ủng hộ tuyệt đối từ đại bộ phận người dân là khó, nhưng nếu Hà Nội quyết tâm làm thì vẫn có thể thành công để đạt được lộ trình cấm xe máy vào năm 2030. Trong nghị quyết cũng đã nói rồi, để tiến tới, để dừng được xe máy vào năm 2030 phải có những điều kiện rất là cụ thể. Phải có giải pháp, phải có lộ trình. Thì mới nói là chúng ta phải phân vùng hạn chế. Đúng không? Từng bước dần đến lúc đó. Chứ không phải đùng một cái đến năm 2030 là chúng ta dừng lại là 2030. Mà chúng ta phải từng bước. Mà cái này không phải bây giờ chúng ta Hà Nội tự làm, mà có chỉ đạo của chính phủ. Chủ trương cấm xe máy hiện đang được chính phủ khá quan tâm và có những chỉ đạo sâu sát. Vấn đề là Hà Nội có quyết tâm làm và thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.